công dụng của giấm táo. Giấm táo có vô vàn công dụng thần kỳ mà chúng ta chưa bao giờ để nghĩ tới, từ dọn dẹp nhà cửa, chữa thương cho đến nấu ăn. Giấm táo còn có thể làm tốt những việc đó. Một, làm sạch gan. Uống một ly nước ấm pha với một muỗng giấm táo sẽ thúc đẩy quá trình đào thải chất độc của gan nhanh gấp nhiều lần. Hãy áp dụng mỗi tuần một lần để gan bộ máy thải độc của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Công dụng thứ hai là loại bỏ, bỏ chết và khỏi vật nuôi. Mọi người có thể áp dụng cách này từ trong ra ngoài. Chỉ cần cho một muỗng canh vào nước uống. Thức ăn của vật nuôi có thể chà sát giấm táo lên da của chúng. Chúng ta có thể pha hỗn hợp từ bọ chét theo cái tỷ lệ 1:1 giữa giấm và táo và nước, thường rồi đã xịt vào những đồ dùng của gia đình. Số 3 là làm mềm giải. Mọi người chỉ cho một chén giấm táo vào ngâm với quần áo, thay cho nước xả vải. Quần áo sẽ mềm mại cho đến không ngờ mà không gây hại đến cái chất giải. Số 4, trị gào. Pha một phần giấm táo với hai phần nước lã, ta sẽ có ngay một hỗn hợp để trị gào. Dùng hỗn hợp ấy mà xả tóc cho kỹ sẽ có một mái tóc ống mượt và sạch gạo. Số 5 là khử mùi hôi tai. Nếu mà đôi bàn tay bị hôi mùi tỏi hay là tanh mùi cá thì dùng một bát giấm táo và rửa tay. Những mùi khó chịu sẽ biến mất đi. Số 6 là cách làm bẫy ruồi. Cho một chén giấm táo vào bao kính, đục thủng vài lỗ rồi treo ở nơi có nhiều ruồi nhặn. Chúng sẽ bị thu hút và rơi vào đó. Số 7 là trị nấc cục. Nuốt một muỗng giấm táo khi bị nấc cục sẽ khiến bạn trở lại cái trạng thái bình thường. Số 8. Khiến cho da khỏe đẹp, lấy lại cái độ đàn hồi. Nhúng một ít bông gòn vào giấm táo và ta sẽ chấm đều lên vùng mặt, rửa lại mặt bằng cái nước sạch sau 15 phút. Số 9, trị da bị cháy nắng. Nếu da bị cháy nắng, bỏng rát, hãy pha giấm táo lên cái vùng da tổn thương. Nếu được, hãy ngâm mình trong cái bồn tắm với một chén giấm táo mỗi 10 phút mỗi tuần để da luôn luôn được khỏe mạnh. Số 10, làm trắng răng và trị hôi miệng. Sau khi đến răng xong, hãy ngâm nước giấm táo khoảng 5 phút rồi nhả ra. Dần dần răng sẽ trắng lên và trông thấy. Hơi thở cũng sẽ không có cái mùi khó chịu nữa. Số 11, làm sạch và khử mùi toilet. Cho 1-2 chén giấm vào cái bồn toilet để chúng qua đêm. Sáng hôm sau thì chà lại và xả nước. Bồn vệ sinh sẽ sạch sẽ, trắng bong và không còn cái mùi hôi khó chịu nữa. Số 12.
làm mất mụn cốc, làm ấm miếng bông gòn và cố định nó lên nốt mụn cốc bằng cái miếng băng, rồi để qua đêm. Làm nhiều lần mụn cốc sẽ rụng đi, nên làm thêm vài lần nữa để chúng không có quay trở lại nữa. Số 13, trị viêm xoang. Hãy đun giấm tàu lên cho sôi từ 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 rồi cho ra chén. Hãy cố gắng dùng mũi để hít thở khói từ cái giấm táo bốc lên. Làm như thế vài lần sẽ thông xoang. Số 14, trị hôi cánh. Hãy thoa dùng dưới cái cánh tay bằng miếng bông gòn có thấm giấm táo. Thoa đều lên vài lần thì mùi viêm cánh sẽ không còn nữa. Số 15, trị ở nóng. Nếu bị ở nóng, mọi người cho nên uống một muỗng hoặc là một chén giấm táo sẽ giúp trung hòa axit tiêu hóa và sẽ không còn bị ở nóng nữa. Số 16, làm sạch hầu như là mọi thứ. Giấm táo cũng được công dụng làm sạch bẩn như là giấm thường. Nhưng vì được ngâm từ cái táo nên men giấm táo còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như em đã nói trên. Mọi người còn chờ gì nữa, mau mau mà đi mua ngay một chai giấm táo đi